Dạ, xin chào một lần nữa các anh chị em. Cái đương nhiên em hiểu được không? You forget. What an experience with the power of the blood of Jesus. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời với quyền phép của huyết Chúa Giêsu phải không ạ? It's like an overhauling of a car. Nó giống như là cái tay lái của cái xe hơi vậy. God has removed all those barriers and difficulties. Chúa ngài đã phải dẹp bỏ hết tất cả những cái rào cản, tất cả những cái nan đề khó khăn. And God has spirit you. Và Chúa ngài đã chạm đến, vươn đến chúng ta. That's why it is important that the empowerment of the Holy Spirit will be received by you. Đó là nguyên nhân tại sao cái việc mà chúng ta được Đức Thánh Linh ngài trao quyền phép rất là quan trọng. To keep what God has done in your life. Nó giúp cho chúng ta có thể duy trì tiếp tục những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của chúng ta. And you know that this is God's promise to every believer. Và các bạn biết không, lời hứa về việc Đức Thánh Linh trao quyền phép là lời hứa dành cho mọi những cơ đốc nhân. Amen. Amen. Now let me start it by sharing to you a small story. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn thôi. There was in the Philippines a lady who loves talking and gossiping. Ở trong làng nó có một cái người phụ nữ, bà thích tán, nó suốt ngày cứ tán và nói hành người khác thôi. Yeah, her name is Mrs. Uzi. Và tên của cô là cô Uzi. She loves looking at people and telling stories about them. Yeah, cô thích cứ như là ngó người hàng xóm của mình, những người xung quanh rồi bắt đầu nói xấu rồi kể chuyện xấu về họ. One day she was surprised to see the house in front of their house is now with somebody. Một ngày kia cô ngạc nhiên khi thấy căn nhà đối diện của nhà cổ bây giờ có người lạ vô ở. And that morning she saw the woman in the other house watering the pots. Và buổi sáng hôm đó thì cô ở nhà cô thấy cái người phụ nữ mà mới chuyển tới cái nhà đối diện đó tưới cây. There are 7 pots. Thì có 7 cái bụi cây ở trước nhà của sân cổ. She watered the first. Cô tưới cái second, bụi đầu tiên, bụi thứ hai. The third. Cái bụi thứ ba. The fourth. Cái bụi cây thứ tư. The fifth. Bụi cây thứ năm. Skip the sixth and then the seventh. Rồi bỏ qua cái bụi cây thứ sáu không có tưới nước rồi lại tưới nước cái cây số 7. She was so surprised by what she did. Cho nên cái cô Uzi này cô rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao cái bà hàng xóm lại tưới cây kiểu đó. She told herself, tomorrow I'll watch her again. Thế là cô tự nói là ngày mai mình sẽ coi thử bà đó, bà tưới cây ra sao nữa. And the woman did exactly what she expected her to do. Và cái người phụ nữ nhà đối diện họ làm lại chính xác những gì mà bà Uzi bà nghĩ là cái bà kia sẽ tưới cây kiểu như vậy. She watered the first. Cái người phụ nữ nhà đối diện đó tưới cây cái cây đầu tiên, cây thứ hai, the third, cây thứ ba, the fourth, cây thứ tư, the fifth, cây thứ năm. Skip again the sixth and then the seventh. Một lần nữa bà lại bỏ qua không tưới cây thứ sáu rồi mới tưới cây thứ bảy luôn. She told herself, this woman is so unfair. Thế là bà mới nghĩ, ôi cái người phụ nữ kia đó, hả, she's chơi not, không đẹp xíu nào. She's not watering the sixth pot. Không có công bằng xíu nào, tại sao không có tưới cái cây số sáu? So she told again herself, tomorrow I'll really keep a watch on her. Thế là một lần nữa bà lại nói với chính mình rằng hả, ngày mai mình chắc chắn mình phải quan sát cho kỹ lại. And if she repeats that again, I'll go to her. Và nếu như mà cái bà hàng xóm của mình mà tưới cây kiểu đó nữa là thế nào mình cũng quay qua gặp bà mới được. And you know she did the same thing. Và mọi người biết không, cái người hàng xóm cũng tưới first, cái cây giống như vậy. The second. Tới cái cây đầu tiên, cây thứ hai, cây thứ fourth, ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Skip again bỏ the qua cây thứ sáu. And then the cây thứ bảy tưới tiếp. She immediately rushed to her. Thế là cái cô Uzi này chạy qua cái nhà hàng xóm này. I've been watching you for the past 3 days. Ê chị có biết không, tôi đã quan sát chị trong suốt 3 ngày rồi đó. You are very, very unfair. Chị không có công bằng xíu nào. You watered all the pots except the six. Chị tưới hết mấy cái cây mà cái cây thứ sáu kia chị không tưới. And the woman just smiled at her.
Thế là cái người phụ nữ cười với cái cô gì này. Oh, you notice it. Oh, chị để ý cái này hả? You know why I never water the six? Chị có biết tại sao tôi không bao giờ tưới cái cây thứ sáu kia không? Because the six is plastic, it doesn't need water. Đó là bởi vì cái cây số sáu là cái cây thứ sáu đó nó là cây giả, cây làm bằng nhựa cho nên đâu có cần phải tưới. I believe there are no plastic here in Ho Chi Minh City. Yes. Tôi tin rằng ở tại thành phố Hồ Chí Minh này không có cái cây nào giống như là cây giả thôi. Amen. Amen. That's why we need the water of the Holy Spirit. Không có cây giả nào hết cho nên tất cả chúng ta cần phải có sự sống bằng nước từ Đức Thánh Linh. Empowerment of the Holy Spirit. Chúng ta cần được Đức Thánh Linh ngài cho. Amen. Amen. Now the person next to you, you need the power of the Holy Spirit. Hãy nói với người bên cạnh mình, bạn cần quyền phép của Đức Thánh Linh. Now let's read Luke 24:46-49. Dạ bây giờ chúng ta hãy xem trong Luca đoạn 24 từ câu 46 đến 49. Luca đoạn 24. Các thầy cô dở Kinh Thánh nhanh thì đọc cùng với tôi ạ. Luca đoạn 24 từ câu 46 đến câu 49. Come on. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Ta lên sự ban cho các ngươi dường trên ta đã hứa, còn các ngươi hãy chờ trong thành cho đến khi được bạc lấy quyền phép từ trên cao. And also let's read Acts chapter 1 verse 4 and 5. Chúng ta cũng hãy đọc Công vụ đoạn 1 câu 4 câu 5. Công vụ đoạn 1 câu 4 câu 5. And also verse 8. Acts 1:4-5:8. Chúng ta đọc Công vụ đoạn 1 câu 4 câu 5 sau đó đọc câu số 8 ạ. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi nghe ta nói. Vì chân chân đã làm phép bắt tên bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bắt tên bằng Đức Thánh Linh. Câu số 8 ạ. Ngưng dán trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. If Jesus has his first words when he began to preach, nếu như Chúa Giêsu có những cái lời đầu tiên nhất ngài rao giảng ra khi mà ngài bắt đầu thi hành chức vụ dạy dỗ của ngài, he also has his last words before he went to the Father. Thì ngài cũng có những cái lời cuối cùng trao lại cho chúng ta trước khi ngài trở về với Đức Chúa Cha. And the verses that we have just read were the last words of Jesus before he went to the Father. Và những câu kinh thánh chúng ta vừa mới đọc là những lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói trước khi mà ngài rời đó trở về với Đức Chúa Cha. Jesus told the disciples who were there, 500 of them, he said, "Go and preach the gospel to all nations." Chúa Giêsu ngài đã nói với các môn đồ lúc đó khoảng cỡ 500 người và nói rằng hãy đi và rao giảng phúc âm cho muôn dân. He was commanding them to go and preach the gospel. Ngài đang ra mạng lệnh cho họ hãy đi và rao giảng phúc âm cho muôn dân. Then later on he said, wait until you are endued with power from on high. Và sau đó thì ngài lại dặn các môn đồ rằng hãy chờ đợi, hãy đợi cho đến khi các ngươi nhận được quyền phép từ trên cao. Doesn't it appear like it is contradictory? Các bạn có thấy hai cái câu này có vẻ đối nghịch với nhau không? Một bên thì bảo đi, một bên thì ngồi đứng đợi. Okay, will you please stand up? Xin mời một sư đứng lên. Okay, then I will tell him, go there. Bây giờ tôi giống như nói với một sư hiền, một sư hãy đi. Then I will say, rồi sau đó tôi lại bảo, đi một sư cứ đi. Đợi. He might be confused. Có thể cái người nghe sẽ rất là bối rối. And that's exactly maybe what the disciples are feeling that way. Và có thể các môn đồ lúc bấy giờ họ cũng cảm nhận như vậy, họ rất là bối rối. Jesus told them go.
Chúa Giêsu bảo họ hãy đi và rao giảng phúc âm. And then suddenly he said, wait. Rồi đột nhiên ngài lại bảo đợi. Thank you very much. Cảm ơn mục sư ạ. They are not contradictory. Nhưng mà thật ra hai điều này không hề đối nghịch với nhau đâu. Yes, Jesus was telling them go and preach the gospel to all nations. Tất nhiên Chúa Giêsu nói các môn đồ hãy đi và rao giảng phúc âm cho muôn dân. But wait until you are endued with power. Nhưng mà hãy đợi cho đến khi nào các ngươi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Jesus was saying, yes, you have to go, but you need to be endued with power first. Chúa Giêsu ý ngài muốn nói rằng, tất nhiên các con phải ra đi, nhưng mà trước tiên nhất các con phải chờ đợi để nhận lấy mặc lấy quyền phép trước đã. That's why he asked them to wait. Đó là nguyên nhân tại sao Chúa Giêsu bảo các môn đồ phải đợi. Why? Tại sao phải đợi? Because this is the promise of the Father to them. Bởi vì lời hứa về Đức Thánh Linh đó chính là lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho họ. The Lord Jesus commanded the disciples to preach the gospel. Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đồ phải rao giảng phúc âm. But they have to wait first for the promise of the Father. Nhưng mà trước tiên họ phải chờ đợi để nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Cha. And you know what this promise is all about? Và các bạn biết lời hứa từ Đức Chúa Cha này là gì không? It is the promise of the empowerment or baptism of the Holy Spirit. Đó là lời hứa về việc trao quyền năng được quyền phép qua việc bắt tê bằng Đức Thánh Linh. So the disciples can have the ability to preach the gospel not in their own strength but in the strength of the Holy Spirit. Để rồi các môn đồ có thể đi ra và rao giảng phúc âm không phải bởi sức lực riêng của họ, bèn là bởi quyền phép từ Đức Thánh Linh. Because he knew them who they were. Bởi vì Chúa Giêsu ngài biết rõ các môn đồ, ngài biết họ là ai, họ they are weaklings. Ngài biết rằng họ là những người yếu đuối thôi. They once turned their back on Jesus. Họ đã từng quay lưng từ chối bỏ Chúa Giêsu. God is so good. Chúng ta thấy là chẳng có ai quá tốt cả ở đây cả. When God wants to use you, cho nên khi Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta, He will do everything to empower you. Thì Ngài sẽ làm mọi điều để rồi trao quyền phép cho chúng ta. Amen. Amen. So, let us explain what the baptism is all about for us to understand why there is a need to be baptized. Okay? Dạ, trước tiên chúng ta còn phải xem thử cái từ baptizo này có nghĩa là gì để rồi chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng tại sao trước khi chúng ta đi phục vụ Chúa chúng ta cần phải được báp têm trước. The word baptism is taken from the Greek word baptizo. Cái từ mà làm phép báp têm đó nó đến từ cái tiếng Hy Lạp gọi là baptizo. Which means to be immersed in a liquid. Nó có nghĩa là hoàn toàn nhấn chìm ở trong một cái chất nào đó, chất lỏng nào đó. The thing immersed is filled inside and surrounded outside by the liquid. Và cái vật mà được nhấn chìm đó thì nó sẽ được giống như là hoàn toàn che phủ từ trong ra tới ngoài luôn. So the Christian who is baptized in the Holy Spirit is filled on the inside and outside. Và nên một cơ đốc nhân người mà được báp têm trong Đức Thánh Linh thì người đó đã được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh ở bên trong và được bao phủ bởi Đức Thánh Linh cả bên ngoài nữa. So let me explain it to you. Cho nên tôi muốn giải thích với các bạn ở đây nha. This is the Christian. Các bạn hãy tưởng tượng cái ly này như là cơ đốc nhân. You were freed from all sins and bondages. Bây giờ cái ly này chúng ta là những người đã được sạch hết tất cả những tội lỗi, những cái sự trói buộc. God wanted you to be filled with the Holy Spirit. Đức Chúa Trời ngài muốn chúng ta được đổi đầy bởi Đức Thánh Linh. And then be filled not just on the inside, but surrounding you. Và không chỉ được đổ đầy ở bên trong chúng ta, bèn là chúng ta cũng được ngập chìm ở trong ngài, giống như là hình ảnh là nước bao vây cái ly này vậy. So a Christian who is filled inside and outside, the enemy cannot just touch you. Và nên là một cơ đốc nhân khi mà chúng ta đã được đổ đầy từ trong ra bên ngoài, được bao phủ luôn cả, thì kẻ thù không thể nào chạm đến, không động được đến chúng ta. Because you are immersed in his power. Bởi vì chúng ta được nhận chìm, chúng ta được nhấn chìm ở trong quyền phép của ngài. The enemy cannot just touch you. Thì kẻ thù không thể nào chạm đến chúng ta cả. Amen. Amen. This is what God wanted to happen to each and every one of you. Và đây chính là điều mà Đức Chúa Trời ngài muốn thấy mỗi một cơ đốc nhân sẽ được trải nghiệm. He wants you to walk Vietnam.
From Ho Chi Minh to anywhere in Vietnam, all filled inside and outside with the power of the Holy Spirit. Là muốn tất cả mọi cơ đốc nhân ở tại Việt Nam này, từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến khắp mọi nơi, hết thảy mọi cơ đốc nhân đều được đổ đầy bên trong và được bao phủ bởi Thánh Linh Ngài từ bên ngoài nữa. Amen. Amen. So you receive power and manifest this power of God in your life and in your ministry. Để rồi chúng ta sẽ có thể nhận lãnh được quyền phép và chúng ta sẽ bày tỏ biểu lộ quyền phép đó qua chính cuộc đời của chúng ta cũng như là chức vụ của chúng ta. The power that God is saying is taken from the Greek word dunamis. Và cái từ quyền phép mà chúng ta đang nói đó ở trong câu hồ đó thì đến từ cái tiếng Hy Lạp gọi là dunamis. The English word for dunamis or is dynamite and dynamo. Và cái tiếng Anh dịch của từ dunamis ra có nghĩa là dynamite, or dynamo có nghĩa là cái khối thuốc nổ. Dynamite speaks of explosive power. Cái từ dynamite đó nó có nghĩa là một cái sức lực mang tính công phá, bùng nổ. Isn't it that when we are walking with God, there are so many mountains to pass through? Có phải đang khi chúng ta đi cùng với Đức Chúa Trời thì có rất nhiều những ngọn núi, có rất nhiều những ngăn trở mà chúng ta cần phải vượt qua, đúng không? Mountains of opposition. Những cái ngọn núi của sự chống đối. Persecution. Của sự bắt bớ. Trials. Của những thử thách. Testings. Của những sự and sufferings. But when you are filled with the dynamite power of God. Nhưng một khi đó như chúng ta được đổ đầy bởi quyền phép mang tính công phá của Đức Chúa Trời, đó là quyền phép có sức mạnh khi đó. Amen. Amen. That's my experience when I was beginning to become a when I was a missionary then. Và đó chính là trải nghiệm của tôi khi tôi trở thành giáo sĩ trước đây. I was sent in the mountains in the Philippines. Tôi được gọi đến những cái khu vực đồi núi ở tại Philippines. That's why I know how it works. Đó là nguyên nhân tại sao tôi hiểu được quyền phép đó hoạt động như thế nào. They even attempted to murder me. Lúc đó những người ở trong làng thậm chí cố mà giết tôi nữa. But the power of God saved me from that. Nhưng mà quyền phép của Chúa đã cứu tôi khỏi cái tình huống đó. Powers of the enemy attacking me every day. Quyền lực ma quỷ đã tấn công tôi mỗi ngày. Opposition and persecution from people who I was preaching to. Những sự chống đối, những sự bắt bớ từ những người mà mỗi ngày tôi đi ra giảng. The power of God consumed them. Nhưng mà quyền phép của Chúa đã tiêu diệt họ. I was able to confront them. Và đổi lại cho nên tôi có thể xác chứng với họ rằng. Not in my own strength. Tôi nói những điều đó không phải bởi sức lực riêng của mình, nhưng mà là bằng sức lực của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. That's the birth of a church and eventually churches in that area. That's a word. The first word to say. Okay, okay. That's the word of the. Okay. That's the word of one church and other churches. Đó là bởi việc đó cho nên hội thánh và cái tổ chức những tổ chức cơ đốc đầu tiên nhất được sinh ra tại cái khu vực đó bởi cái quyền phép của Chúa. You know in the Philippines when they want to build the roads in the mountains. Các bạn biết không, ở tại Philippines khi mà chúng ta muốn xây, muốn tạo làm những con đường á. They will put dynamites in the soil in the mountain. Thì người ta sẽ nhét những khối thuốc nổ xuống cái lòng đất ở trong núi, lòng núi. And then it will explode. Và họ làm cho nó nổ tung lên. Destroying the so many lands there. Rồi phá hủy rất là nhiều những cái vùng đất lớn. Then the bulldozer will come. Rồi sau đó những cái máy ủi sẽ được xài đến. Clean up the mess. Ủi sạch hết tất cả những cái đống lộn xộn. Lo and behold, a road is built. Rồi từ cái đất đó mới có xây được nên những con đường. That's exactly what God wanted us to experience. Và đó chính xác là những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trải nghiệm. You are like dynamite there. Cuộc đời của các bạn sẽ là bùng nổ để tạo ra những con đường. In every place you go. Bất cứ nơi nào các bạn đi. The dynamite power of God.
bùng nổ của Chúa. And destroy all these works of the enemy. Sẽ đi trước, sẽ phá hủy tất cả những cái công việc của ma quỷ. Amen. Not only a dynamite or explosive power is given to us. Và không chỉ một quyền phép mang tính công phá lớn như vậy được ban cho chúng ta. It is also described as dynamo power. Kinh Thánh còn mô tả nó giống như là một cái nguồn năng lượng, một cái sức lực. Which means steady power. Một cái sức, điều đó, cái từ dynamo power này nó có giống như là một cái sức lực mà cứ luôn tiếp tục duy trì và còn đó. Have you noticed these lights? Các bạn có để ý những cái ngọn đèn này không? Since this morning, it has been there. Ví dụ từ sáng hôm nay chúng ta đã thấy những bóng đèn ở đó never rồi. Change. Cái bóng đèn nó không có thay đổi gì so cả. Steady. Cho nên cái sức lực đó nó cứ vững chãi như vậy. God wanted us to experience steady power. Đức Chúa Trời ngài cũng muốn chúng ta trải nghiệm một cái quyền năng, một cái quyền phép mà luôn vững chãi, không thay đổi như vậy. God is not pleased with Christian workers who are on off in their Christian life. Đức Chúa Trời ngài không thích những con người hầu việc ngài là những người mà ông nói là on off, có nghĩa là hôm nay thì bật, hôm sau thì tắt, có nghĩa là hôm nay thì làm số sáng, ngày hôm sau không còn năng lượng gì hết. Do you have lanterns here that you pump air? Do you have To make it shine. Yeah. And then you will put it in a, you know, a nail. Yeah. So you can display it. Then after 2 hours, it will die down a bit. And then you will have to get it and then pump air again. Giống như là cái ống bơm hơi để bơm một cái gì đó cho nó căng phồng lên rồi treo lên nhưng mà tới. God doesn't want us to be like that. Chúa không muốn cho, dạ, dạ. Chúa không muốn chúng ta giống như những cái bong bóng đó vậy. God wanted us to have steady power. Thay vào đó, Chúa muốn chúng ta có một cái quyền phép mà vững chãi, không thay đổi. Day in, day out, you are filled with the power of the Holy Spirit. Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày đến, chúng ta luôn được đổ đầy với quyền phép của Đức Thánh Linh. As if you are not tiring in the service of the Lord. Để rồi các bạn sẽ không mỏi, không mòn mỏi trong phục vụ. You shine brightly. Thay vào đó, các bạn sẽ bùng sáng, sẽ chiếu rọi một cách rực rỡ. Amen. This is what God wanted us to have. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. That's why he wanted you to be baptized with the Holy Spirit so you can receive power. Đó là nguyên nhân tại sao ngài muốn chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh để rồi chúng ta có thể nhận lãnh quyền phép. He wanted you to be filled inside and outside so you can have dynamite and dynamo power. Ngài muốn chúng ta được đổ đầy bên trong cũng như ba phủ từ bên ngoài để rồi chúng ta có được quyền phép mang tính bùng nổ công phá cũng như là một quyền phép luôn vững chãi không thay đổi. What's the reason behind? Và lý do đằng sau của việc đó là gì? It is in Acts chapter 1 verse 8 where you will find the reason. Ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8 các bạn sẽ tìm thấy được nguyên nhân. In Acts chapter 1 verse 8 God said, but you shall be filled with power. Ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8 nói rằng các ngươi sẽ được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh. So you can become witnesses for Jesus. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để rồi làm chứng về ta. In Jerusalem. Làm chứng về Chúa Giêsu tại Jerusalem, cả xứ Samaria, xứ Samaria, and to the uttermost part of the earth. Và cho đến tận cùng trái đất. That is the reason why God wanted us to be filled inside and outside. Đó là nguyên nhân tại sao Chúa muốn chúng ta được đổ đầy từ trong lẫn bên ngoài. So we can receive power. Để rồi chúng ta có thể nhận lãnh quyền phép. Dynamite and dynamo power. Quyền phép mang tính bùng nổ, quyền phép không bao giờ thay đổi. Be witnesses for Jesus. Để rồi chúng ta có thể đi ra làm chứng về Chúa Giêsu. The word witness in Greek is martus. Và cái từ làm chứng ở trong tiếng Hy Lạp đó nó có nghĩa là martyr. Which is translated martyr. Và dịch ra giống như martyr là có nghĩa là những thánh tử đạo, cái sự tử vì đạo. You know the definition of a martyr? Các bạn có biết cái định nghĩa của từ tử đạo hay không ạ? A martyr is one who tells the truth. Cái người làm chứng, cái người tử vì đạo là người nói ra lẽ thật. Speaks the truth. Công bố ra lẽ thật. And lives the truth no matter what
happens to him. Và sống theo lẽ thật đó bất kể điều gì diễn ra với mình. Or what others do to you. Hay là bất kể người ta có làm gì với mình. And a martyr is not afraid to die for Jesus. Và một người làm chứng hay là một người tử đạo đó thì không hề sợ rằng mà phải chết vì Chúa Giêsu. On our own strength, we cannot do that. Bằng sức riêng của mình chắc chắn chúng ta không thể làm được điều đó. Yes, isn't it? Yes. Đúng không ạ? Bằng sức riêng chúng ta ai có thể làm được? That's why God wanted us. He promised to fill us inside, outside. Đó là nguyên nhân tại sao Chúa ngài muốn chúng ta nhận lãnh lời hứa để so rồi chúng ta được đổi đời từ bên trong và được bao phủ cả bên ngoài. So we can receive power, explosive and steady power. Để rồi chúng ta có thể nhận lãnh được quyền phép mang tính công phá và quyền phép luôn vững chãi không bao giờ thay đổi. So we can be witnesses. Để rồi chúng ta có thể trở thành những người nhân chứng đi ra làm chứng về Chúa Giêsu. Amen. Before I was really afraid to be a martyr for Jesus. Before I was afraid. Trước đây tôi rất là sợ khi mà mình đi ra làm chứng về Chúa Giêsu. I was saying it was difficult to be a Christian. Tôi luôn nghĩ rằng họ làm Cơ Đốc nhân là khó lắm. Because of so many persecutions and problems. Bởi vì là Cơ Đốc nhân thì có vô số những cái sự bắt bớ, vô số những nan đề. And after receiving the baptism of the Holy Spirit. Nhưng mà sau khi nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh. I was a different person. Thì tôi đã trở nên một con người mới. Hallelujah. Hallelujah. I'm not afraid of what man can do to me. Tôi không sợ người ta sẽ làm gì tôi nữa. I can travel alone in the wilderness. Tôi có thể đi một mình in ở trong đồng forest. Ở trong rừng rậm. Why? Because I know the power of God is in me. Tại sao? Bởi vì tôi biết rằng quyền phép của Chúa ở trong tôi, sống trong tôi. Hallelujah. Hallelujah. The sole reason why God wanted us to be baptized. Và đó là lý do rõ ràng tại sao mà Chúa ngài muốn chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh. Đó là làm chứng về ngài. You may ask, if I am baptized in the Holy Spirit, what are the results? What will happen to me? Có vẻ thể các bạn sẽ hỏi nếu như tôi được báp têm trong Đức Thánh Linh thì kết quả của việc báp têm trong Đức Thánh Linh là gì? Điều gì sẽ diễn ra cho tôi? The first account of the experience of the baptism of the Holy Spirit is found in Acts chapter 2 verse 1 to 4. Cái bằng chứng đầu tiên cho chúng ta có thể thấy được khi mà chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh thì chúng ta có thể thấy trong Công vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Chúng ta xem Công vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Các thầy cô mở ra cùng đọc giùm tôi ạ. Đến ngày lễ mỗi tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời như gió thổi ồn ào khắp đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rươi đạn từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đọng trên mỗi người trong bọn mình, hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, khỏi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. When Jesus went to heaven, khi Chúa Giêsu về trời, 500 people were there watching him. Thì có 500 người ở đó xem Chúa Giêsu thăng thiên. But only 120 went to the upper room. Nhưng mà chỉ có 120 người đã nhóm hiệp lại ở phòng cao. So I believe not all people can receive this unless you obey God. Cho nên tôi tin rằng không phải tất cả mọi người đều có thể nhận sẵn được cái lời hứa về Đức Thánh Linh trừ khi họ vâng theo lời Chúa. Unless you desire it. Trừ khi nào họ khát khao về điều đó. So all those 120 present were filled because God made a promise. Và chúng ta thấy 120 người đã họ được đổ đầy bởi vì cớ họ tin vào lời hứa của Chúa. But I want to declare here today. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn công bố điều này với các bạn. That it is the will of God that every Christian be filled with the Holy Spirit to receive power. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời rằng mỗi một Cơ Đốc nhân đều được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh, được báp têm trong Thánh Linh. And one of the results, one of the evident results of the baptism is they spoke in tongues. Và một trong những cái bằng chứng rõ ràng của một người được báp têm trong Thánh Linh đó là họ sẽ nói tiếng mới. Speaking in tongues is a gift of the Holy Spirit spoken in 1 Corinthians 12:10. Và việc nói tiếng mới đó là một cái ân tứ, là một món quà từ Đức Thánh Linh mà đã chép ở trong Cô-rinh-tô rồi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14. This is given to every believer, one as a prayer language.
Và câu và cái việc nói tiếng mới này là điều mang cho mọi một cơ đốc nhân, giống như là khi mà mọi người đều có cái tiếng nói riêng của họ. Will you please read 1 Corinthians 14:2? Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 2. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 2. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 2. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. This needs no interpretation, for no one understands him. Cái việc nói tiếng mới này không cần phải có ai thông giải cả, bởi vì không ai có thể hiểu được người đó nói điều gì. Since the believer does not speak to man but to God. Bởi vì người đó không phải đang nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời. Through this prayer language of speaking in tongues. Qua cái ngôn ngữ cầu nguyện này, qua cái ngôn ngữ cầu nguyện trong tiếng mới này. The Spirit helps our weaknesses and enables us to pray according to the will of God. Thì Đức Thánh Linh giúp đỡ trong sự yếu đuối của chúng ta và giúp cho chúng ta có thể cầu nguyện theo những ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn 8 câu 26-27 ạ. Spoken in Romans chapter 8, 26 to 27. Chúng ta có thể thấy điều đó trong Roma đoạn 8 câu 26-27. And in 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 4. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. It does not only help you in praying. Thì việc nói tiếng lạ không chỉ giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. When a believer speaks in tongues, khi mà một tín hữu nói tiếng mới, it edifies. Thì họ tự gây dựng chính mình. The word edify means to strengthen. Cái từ mà gây dựng đó có nghĩa là làm cho mạnh mẽ lên, làm cho mạnh sức lên. Let me tell you my experience. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của tôi. When I was pioneering work in our country. I was pioneering, starting a work in our country. Khi mà tôi bắt đầu làm việc ở tại đất nước của mình. I always preach 4 times every Sunday. Thì mỗi chủ nhật tôi đều giảng 4 lần hết. Not only in one place. Và không phải giảng 4 lần ở một chỗ đâu. I will preach in our place. Tôi giảng ở tại cái hội thánh của mình. Travel 1 hour, speak to another church. Đi một tiếng đồng hồ tới một nơi khác giảng ở một hội thánh khác. Travel again 1.5 hour, speak again to another church. Sau đó lại chạy xe hết một tiếng rưỡi giảng ở một hội thánh khác. That's the third one. Đó là hội thánh thứ ba rồi. And then at night time at 7 o'clock to the last church. Và vào buổi tối đó là 9 giờ tối là bắt đầu giảng ở hội thánh cuối cùng luôn. And mind you, I do that every Sunday. Và các bạn biết không, tôi làm điều đó mỗi chủ nhật. Maybe at first you can. Có thể lúc đầu mình nghĩ là mình có thể giảng như vậy được mà. But doing it year in and year out, you will get tired. Nhưng mà nếu như các bạn cứ làm cái điều đó hết năm này qua năm nọ, các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. You know what I do? Vậy như vậy các bạn biết tôi làm gì không? After my first preaching, sau cái bài giảng đầu tiên, I will drive, tôi sẽ chạy xe. I begin to speak in another tongue. Và lúc đó tôi bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới. While driving. Và đang khi tôi chạy xe. I'm still the one driving. I don't have a driver. Tôi vẫn là cái người chạy xe, tôi không có tài xế riêng. And then I preach with power to the second service. Và tôi cứ cầu nguyện tiếng mới như vậy, và qua tới cái bài giảng thứ hai ở hội thánh khác tôi vẫn giảng với năng quyền. That's why I worry for the last service, because they may think it's, you know, since the last service is like nothing. Yeah. Cho nên đôi lúc tôi lo là cái hội thánh cuối cùng mà buổi tối mà tôi giảng đó, họ có thể lo lắng là bởi vì ông mục sư này ông đi giảng nhiều chỗ quá trong ngày quá rồi, cho nên tới cái buổi nhóm cuối cùng ở trong ngày chắc là gọi là cạn kiệt cái nguồn luôn, không còn cái gì để nói nữa rồi. It's like leftover. Nó giống như là đồ ăn thừa còn lại vậy thôi. But the Lord is good. Nhưng mà Chúa luôn là tốt lành. After preaching for my fourth message.
Sau khi bài giảng luôn cái bài giảng thứ tư của tôi. My worker will say, Pastor, it's like fresh in the morning. Những cái người cùng làm việc với tôi nói rằng, ôi mục sư, cái bài giảng của ông ấy cũng đầy tươi mới giống như là bài giảng hồi sáng vậy. Why God? Because God edified me. Tại sao điều đó diễn ra? Đó là bởi vì Chúa Ngài đang gây dựng, Ngài đang làm cho tôi mạnh sức đang khi mà tôi cầu nguyện trong tiếng mới. So I always practice speaking in tongues. Đó là nguyên nhân tại sao tôi luôn trò chuyện, tôi luôn cầu nguyện trong tiếng mới. In the airplane. Ở trên máy bay. In the car. Ở trong xe. In whatever place I am, I always speak in tongues. Ở bất cứ nơi nào tôi luôn cầu nguyện trong tiếng mới. I start my day speaking in tongues. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc cầu nguyện trong tiếng mới. That's why my feelings I'm always fresh all the time. Đó là nguyên nhân tại sao tôi luôn tươi mới mỗi ngày. Hallelujah. Hallelujah. Now, there are other results of the empowerment. Và tất nhiên có những cái kết quả khác của cái việc mà chúng ta được bắt đem thánh linh. One is anointing. Đầu tiên đó là chúng ta được sự sức dầu. Remember when Peter first preached his message? Mọi người có nhớ khi mà Peter lần đầu tiên chia sẻ ra sứ điệp không? 3,000 were pricked in the heart. 3,000 người được Chúa đụng chạm vào lòng. You know what pricked means? Các bạn có biết rao giảng có nghĩa là gì không? It's like being sliced by a blade. Nó giống như là có một cái mũi dao đang mà cứa bạn vậy. There was so much conviction. Khi mà những người ba là những người đó nghe Phi-e-rơ giảng thì coi như là họ bị cắt đứt về tiếng của anointing of the Lord. Và đó chính là kết quả của sự sức dầu của Chúa. A mighty conviction will come to the people. Một cái sự thuyết phục, một cái sự tráo trách mạnh mẽ sẽ đến với người nghe. I remember I was preaching in our church. Tôi nhớ một ngày kia khi tôi đang giảng ở hội thánh mình. And then suddenly there was a commotion. Thì tự nhiên có promotion. A commotion, a trouble there. Dạ, thì tự nhiên có một cái nhóm người giống như là có một cái gì đó làm sao lãng. Because somebody in the congregation suddenly. Bởi vì tự nhiên có người trong hội thánh đang nhóm đó bắt đầu đứng lên. And everybody thought it was a demon spirit. Và mọi người nghĩ là cái ông đó bị quỷ ám. And they started to speak in Jesus' name. In Jesus' name. Thế là bắt đầu người ta nói trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. That's what they were thinking. Đó là cái cách mà người ta nghĩ là ông này chắc bị quỷ ám. But when the person calmed down. Nhưng mà khi mà cái người đó bắt đầu bình tĩnh lại. You know what he said? Mọi người biết người đó nói gì không? A mighty conviction came upon him. Tự nhiên có một cái sự cáo trách, một sự thuyết phục mạnh mẽ đến trong ông. And he was asking God to save him. Và ông thể hiện cái hành động đó là bởi vì ông đang xin Chúa giữ cứu lấy ông. And that's the only way he can express it. Và lúc đó giống như đó là cách duy nhất mà ông có thể thể hiện ra là xin Chúa cứu ông. The anointing of God is here. Nobody can withstand it. Chúng ta phải biết rằng sự sức dầu của Chúa nếu như có mặt ở tại nơi đây thì không ai có thể đứng nổi trước sự sức dầu của Chúa. Hallelujah. I was preaching in one of the places in the Philippines. Ở một khi mà tôi đang rao giảng ở tại một cái hội thánh kia ở tại Philippines. And I would always say, and I was as I was speaking, the Lord Jesus loves you, and somebody will say, loves you, you. Bất cứ khi nào mà tôi nói là Chúa Giêsu yêu các bạn thì cái sẽ có một cái người tự nhiên cứ nói Chúa Giêsu yêu các bạn. And that went on for around 15 minutes. Và cái việc đó nó diễn ra trong suốt 15 phút. And I got annoyed. Và tự nhiên tôi thấy bực bội lắm. And the Lord told me to whistle in the microphone. You say. Yeah, the Lord said whistle in the microphone. Và lúc đó thì Chúa mới nói với tôi đó là nói ở trong cái tiếng trong cái micro á. And I said. Thế là tôi mới nói là. And the sound stopped. Thì lúc đó cái người mà cứ làm cái âm thanh đó ngừng lại. And you can hear even the tiniest thing that will drop in the floor. Mọi thứ trở nên sâu tĩnh lặng tới nỗi mà thậm chí một cái gì đó rất là nhỏ rớt xuống đất các bạn có thể nghe cái tiếng đó. Thì lúc đó cái sự yên tĩnh tĩnh lặng đó nó bắt đầu đem đến cái sự sức dầu. And almost all the people who came to the crusade. Và gần như tất cả mọi người đến trong cái buổi truyền giáo đó. I said literally every one of them. Thì tôi có thể nói rằng gần như mỗi một người trong số họ went in front.
went in front of the stage. Tiến về phía trước ở chỗ cái sân và they received Jesus as Lord and Savior of their life. Và họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa, là cứu Chúa của cuộc đời họ. Amen. Amen. That's the anointing, not my anointing, because my anointing will never do anything. Và đó chính là sự sức dầu của Chúa chứ không phải là của tôi. Bởi vì nếu như là sự sức dầu của tôi chắc chẳng có cái công hiệu gì cả. Amen. Amen. And I pray that you experience that. Và tôi cũng cầu nguyện là các bạn sẽ trải nghiệm được điều này. Second is courage. Điều thứ hai các bạn nhận được khi mà được báp tên Thánh Linh đó là các bạn nhận được sự dạn dĩ can đảm. Fearlessness in preaching the gospel. Điều đó có nghĩa là không có sự sợ hãi trong việc các bạn đi ra và rao giảng phúc âm. I remember a story of a Christian woman who had a husband that is not Christian. Tôi nhớ một câu chuyện của một người chị em con cái Chúa kia, và cái người chị em này thì lại có người chồng là người không tin Chúa. He is a communist, not in Vietnam, a communist in another country. Ông ấy là một đảng viên cộng sản, không phải ở Việt Nam đâu, nhưng ở một quốc gia khác. She always goes to the church. Nhưng mà người vợ thì lúc nào cũng đến hội thánh. And the husband will always. Yes. And the husband will always. Và ông chồng là lúc nào cũng giống như là đánh đập vợ mình vì vợ mình đi đến hội thánh. He will beat her black and gray. Ông đánh cổ tới độ chảy máu mặt mũi bầm sưng hết. And with a face that is black and gray. Và với cái mặt mà coi như sưng hết chảy máu như vậy. She still goes to the church and worship God. Cô vẫn đi đến hội thánh và vẫn thờ phượng Chúa. Finally, the husband was exasperated. He was lost empathy, yeah. Patience. Và cuối cùng đó là ông chồng giống như là không thể chịu đựng được nổi luôn ấy. Ông không thể nào chịu nổi. And her wife is going to the church again. Nhưng mà người vợ vẫn cứ đi đến hội thánh. He pulled his gun. Thế là ông mới lôi súng ra. Pointed the gun in the forehead of his wife. Chỉ xuống vào trán của vợ mình. And said, "I will kill you if you go to the church." Tôi giết mày nếu như mày dám đến hội thánh nữa. And the woman said, nhưng mà người vợ nói, "If you pull the trigger and I die." Nếu như mà anh bóp cò và em chết. I go to heaven. Thì em lên thiên đàng. If you don't pull the trigger. Mà bây giờ nếu anh không bóp cò. I'll go to the church. Thì em đi tới hội thánh. That's courage. Đó chính là sự can đảm dạn dĩ. We are not afraid. Cho nên chúng ta sẽ không sợ hãi nữa. Set a thirdly, there will be definitely transformation, change of life. Và một bằng chứng khác nữa đó là sự biến đổi. Chắc chắn sẽ có sự biến đổi, một cái đời sống được biến đổi tươi mới. God did that to me. Chúa ngài đã làm điều đó cho tôi. I am a person who says if I kill you, I'll kill you. Tôi là người mà cái kiểu mà dám nói là tao ghét mày, tao giết mày, tao giết á. If I will slap you, I will not say. I will not. Nếu tôi định mà tát má anh, tôi cũng có nhá nhá thử đâu. Slap you. Tôi cũng có nhá nhá thử đâu. Tôi tới thẳng tát ngay thôi. That's who I am. Tôi là người như vậy đó. Who I was, should I say? Yeah. Tôi là như vậy đó. But God changed me. Nhưng mà Chúa đã thay đổi tôi. But in another dimension, I'm still the same. Nhưng mà trong có một vài cái lĩnh vực khác ở trong cuộc sống thì tôi vẫn còn là con người như cũ vậy. When I say I will go to your place, khi mà tôi nói à tôi sẽ đi đến cái chỗ của anh, don't doubt it, I will come. Thì chắc chắn tôi sẽ đến. Whether there is a typhoon or no typhoon at all, dù có bị bão táp hay là bất cứ thứ gì thì tôi hứa tôi đến, tôi sẽ đến. God changed my life. Chúa đã thay đổi cuộc đời tôi. I remember a story again. Tôi lại nhớ một câu chuyện kia. There was a mother whose daughter-in-law, she was trying to convince to become Christian. Thì có một người phụ nữ kia, có một cái cô con dâu, và cô con dâu đó thì giống như là đang cố làm chứng để bà trở thành cơ đốc nhân. She was always inviting her to come to the church, but she doesn't want it. So which one is not Christian? No, the daughter-in-law is not Christian. Okay, okay. So the mother-in-law is Christian, and yeah. She was inviting her. Và bởi vì cô con dâu chưa tin Chúa cho nên người mẹ cố bằng làm bằng mọi cách để mời cô con gái đến con dâu đến hội thánh. For over a year. Trong suốt nhiều năm. She was inviting her daughter-in-law.
Thì cái người mẹ chồng này luôn mời con gái, con dâu đến hội thánh. But she just doesn't like. Nhưng mà được cô con dâu hả không thích đi đến hội thánh. One day, she saw her daughter-in-law in good dress. Một ngày kia thì người mẹ chồng thấy cô con dâu đó mặc một cái bộ đầm rất là đẹp. And she asked her, "Where are you going today?" Thì người mẹ chồng hỏi rằng nó hả, ô con đi đâu vậy? And the daughter-in-law said, "I am going with you to the church." Thì cô con dâu nói rằng hôm nay con đi cùng với mẹ đến hội thánh. Oh, she was so excited. Finally, she went with her. Thế là bà mẹ chồng vui lắm bởi vì hả cuối cùng cô con dâu cũng chịu tới hội thánh với mình. The service was finished at 12 o'clock. Cái bài giảng cái buổi nhóm cái kết thúc vào lúc 12 giờ. The daughter-in-law said, "Can we still stay in the church?" Thì mà cô con dâu vẫn nói chứ, mẹ ơi mình được phép ngồi lại ở trong hội thánh lâu hơn không? Because of excitement, she allowed her. Và bởi vì cớ rất là hứng thú cho nên là người mẹ chồng cho phép con dâu cùng ở lại trong hội thánh sau buổi nhóm. She was again convincing her, "Let's go home at 3 o'clock." Và cuối cùng mới là người con dâu cùng với người mẹ chồng quay trở về nhà lúc 3 giờ. But the daughter-in-law said, "Can we still stay?" Nhưng mà hả, người con dâu đó vẫn nói là then, mẹ ơi vẫn còn muốn ở lại nữa. And finally at 5 o'clock they went home. Và cuối cùng á từ 3 giờ đến 5 giờ thì hai mẹ con mới về nhà. While traveling in a car. They were traveling. Yeah. Okay. And then the mother-in-law asked her daughter-in-law. Và đang khi họ đi trên đang lái xe đó thì cái người mẹ chồng hỏi cô con dâu. Why you do not want to go home? Rằng con ơi sao con không muốn về nhà? And the daughter-in-law said. Thì người con dâu mới nói. When we are in the church. Khi mà chúng ta đến hội thánh. You are good. Mẹ rất là tử tế. But in the house, nhưng mà khi mẹ về nhà, you are bad. Mẹ tệ lắm. She has no testimony in the house, but in the church, she looks like Christian. Đó, cho nên chúng ta thấy cái người mẹ chồng đấy ở nhà bà không phải là một cái lời chứng tốt lành về church. Một người tin Chúa, nhưng mà khi đến hội thánh bà cư xử ra vẻ giống như là một cơ đốc nhân thật vậy. If we are baptized in the Holy Spirit, God will change you. Cho nên hội thánh ơi, nếu như chúng ta thật sự được báp têm trong Đức Thánh Linh thì Chúa Ngài sẽ biến đổi và thật sự là thay đổi cuộc đời của chúng ta. There will be signs and wonders also, number 4. Và trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những dấu kỳ phép lạ, đó là đặc điểm thứ tư. I remember again I was in a crusade, I was speaking in the crusade. Yeah, tôi nhớ một lần kia trong cái buổi truyền giảng thì tôi đang giảng trong cái buổi truyền giảng. And after preaching, sau khi mà rao giảng, I challenged people to bring all the sick. Tôi đã kêu gọi mọi người đem hết tất cả những người đau ốm lên. The best sick person, bring it here. Những người nào mà đau nặng nhất cứ đem lên hết. And they brought somebody who is deaf and dumb. Và người ta đem đến một người vừa câm vừa điếc luôn. And I said, "Lord." Thế là tôi nói, "Chúa ơi." And I said, "Lord." Thế là tôi nói, "Chúa ơi, sao đây?" The Lord told me, "You ask the hardest, I give you the hardest." Nhưng mà Chúa nói với tôi, "Con xin cái người nào có trường hợp gọi là nặng nhất thì bây giờ ta cho con người có trường hợp nặng nhất đây." And faith and fire came to me. Đột nhiên đức tin cũng như là lửa dấy lên trong tôi. I started to pray for the deaf and dumb for 21 years. She never spoke, she never heard anything. Thì tôi bắt đầu cầu nguyện cho các người vừa câm người điếc này. Người này đã câm và điếc trong suốt 21 năm không nghe, không nói được gì cả. And after praying, và sau khi cầu nguyện, she began to speak. Bà bắt đầu nói. She heard everything. Bà nghe được tất cả mọi thứ. And you know what happened next? Rồi các bạn biết điều gì diễn ra tiếp theo không? Everywhere signs and wonders happen. Khắp mọi nơi những dấu kỳ phép lạ diễn ra. The blind see. Những người mù thấy được. The lame walk. Những người bị què đi được. The deaf and dumb hear and speak. Những người bị điếc, những người bị câm, blind có eyes see. Những đôi mắt mù, những người mù thấy được. I was in the stage. I never did anything. Lúc đó tôi vẫn còn đang ở trên bục giảng trên sân khấu đó, tôi chẳng làm gì cả. Just because of what happened to the woman.
Chỉ bởi vì đã có một phép lạ diễn ra với người phụ nữ. Signs and wonders happen. Thì lúc đó dấu kỳ phép lạ là cứ tiếp tục lan truyền ra. And I knelt down in the stage. Và lúc đó đang khi tôi quỳ gối lên trên cái sân khấu. Và tôi cầu nguyện, tôi khóc với Chúa. That's all that I did. I began to cry and cry. Đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi quỳ gối cầu nguyện, khóc, khóc, khóc. Tôi chẳng phải làm bất cứ thứ gì cả. It's the power of the Holy Spirit. Đây là quyền phép của Đức Thánh Linh. That brought healings. Là quyền phép đem đến sự chữa lành. Sẽ đem đến những dấu kỳ và phép lạ. I believe with all of my heart that you are going to experience the same thing here in Vietnam. Tôi tin chắc trong lòng rằng các bạn cũng sẽ trải nghiệm được điều đó ở tại Việt Nam. You got to believe that. Các bạn phải tin vào điều đó. Because that's the promise of God. Bởi vì đó chính là lời hứa của Đức Chúa Trời. To every believer. Dành cho mỗi một cơ đốc nhân, những người tin ngài. But you know, there are hindrances in receiving this also. One is the practice of those prohibited practices in the Bible. Và cũng có những cái việc mà chúng ta bị cấm không có được làm ở trong Kinh Thánh. Will you please read that in your? Yeah. Ở trong Phục truyền luật lời ký đoạn 18 câu 10 đến câu 12 chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái việc mà nó sẽ làm ngăn cản khiến cho Đức Thánh Linh không có được tự do vận hành ở trong chúng ta hay là không nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh. Phục truyền luật lời ký đoạn 18 câu 10 đến câu 12. Phục truyền 18 câu 10 đến câu 12. Phật truyền luật lời ký câu 10, đoạn 18 từ câu 10 đến câu 12. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ dùng ếm chú, kẻ đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì sự các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó ra khỏi trước mặt ngươi. I don't know if we have this, all of this in your country. Tôi không biết là ở tại quốc gia của bạn thì người ta có làm tất cả những cái điều ma phục như thế này không? I was preaching in Cambodia. Một ngày kia khi tôi đang. The same. They don't have things like. Do you have things like this? Same. Okay. So these practices must be forsaken. Yeah. Tôi không biết thì ở tại Việt Nam chúng ta có những cái người làm những cái điều phù chú rồi như thế này hay không, nhưng mà những cái việc như thế này cần phải được dẹp bỏ. This must be confessed. Yeah. Nếu như chúng ta có làm điều đó thì chúng ta phải xưng ra. And renounce. Và phải khước từ nó, từ bỏ nó. Because it will stop you from receiving the power of the Holy Spirit. Bởi vì nếu chúng ta vẫn còn làm nó thì chúng ta sẽ không thể nào nhận lãnh được báp têm trong Thánh Linh. Secondly, unbelief due to wrong teaching. Điều thứ hai có thể ngăn cản khiến chúng ta không nhận được báp têm Thánh Linh đó là bởi vì chúng ta đã quen với những sự dạy dỗ sai trọng về Đức Thánh Linh cho nên chúng ta không tin để nhận được. The word of God is very clear. Lời Chúa rất là rõ cho chúng ta. It is the will of God for every believer to receive the baptism. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một cơ đốc nhân sẽ nhận được báp têm trong Thánh Linh. What are the wrong teachings that others receive? Như vậy một số sự dạy dỗ sai trọng mà khiến cho người ta có thể không nhận được báp têm Thánh Linh là gì? These people will say that the Holy Spirit, the baptism or the empowerment of the Holy Spirit is only to be received by holy people or the early Christians. Đã có nhiều cái sự dạy dỗ nói rằng ở cái việc báp têm trong Đức Thánh Linh hay là được quyền phép từ Đức Thánh Linh đó, nó chỉ dành cho những con người mà rất là thánh khiết hay là những cái cơ đốc nhân đầu tiên thôi. No, that is wrong. Cái sự dạy dỗ như vậy là sai. The baptism is for every believer. Phép báp têm trong Đức Thánh Linh là dành cho mỗi một người tin Chúa. Some will say that the moment you got born again, you are automatically empowered by the Holy Spirit. Nhiều người có thể nói rằng ngay khi mà chúng ta được tái sinh thì chúng ta đã nhận lãnh quyền phép từ Đức Thánh Linh rồi, được đổi đầy Thánh Linh rồi. That's again wrong. Một lần nữa cái suy nghĩ cái dạy dỗ đó cũng là sai. In Acts 1:8 it says you shall receive power. Bởi vì ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 rằng nói rằng
các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. It talks of a future event that will happen to you. Nó nói về một cái sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. That's why others do not receive the baptism. Đó là nguyên nhân tại sao những cái sự dạy dỗ sai trật có thể khiến người ta không nhận lãnh được báp têm trong Thánh Linh. Another hindrance is fear. Một cái điều ngăn trở khiến chúng ta không nhận được báp têm Thánh Linh khác đó là sự sợ hãi. As is spoken in Luke 11, 10 to 13. Cũng giống như trong Luca đoạn 11 câu 10 đến câu 13. Luca đoạn 11 câu 10 đến câu 13. Luca đoạn 11 từ câu 10 đến câu 13. Hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho vào cạn chăng? Vậy nếu các ngươi là xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài sao? Luca đoạn 11 câu 10 cho đến câu 13. Whatever if you ask the Holy Spirit, that is what you are going to receive. Thì các ngươi cầu xin bất cứ điều gì Đức Thánh Linh điều gì thì ngài sẽ ban cho. Never be afraid to receive a wrong spirit. Cho nên đừng bao giờ sợ nói rằng nếu như mình xin cầu nguyện Đức Thánh Linh thì mình lại nhận được một cái linh gian ác hay là linh sai trọng nào. The Lord assures us that if we ask the Father for the Holy Spirit, then He will give us the Holy Spirit. Bởi vì lời Chúa đã bảo đảm, đã nói chắc cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta xin Đức Chúa Cha ban cho chúng ta Đức Thánh Linh thì không thể nào Ngài lại ban cho chúng ta một linh nào khác cả. And the last hindrance is unforgiveness. Và cái rào cản cuối cùng đó chính là sự không tha thứ. It says if one does not forgive others their trespasses. Và Kinh Thánh nói rằng nếu như một người mà không tha thứ cho người khác vì cớ những vi phạm của họ, then he is not forgiven by the Father. Thì Đức Chúa Cha ở trên trời cũng không thể tha thứ cho họ. Forgiveness is a decision. Sự tha thứ là một quyết định. It's not a feeling. Nó không phải là một cảm xúc. So no matter what you feel, và nên bất kể các bạn cảm thấy như thế nào, you must decide to forgive. Thì các bạn còn phải quyết định tha thứ. Amen. Amen. Now let me tell you this: how to receive the baptism of the Holy Spirit. Bây giờ tôi muốn nói và chia sẻ với các bạn làm thế nào để chúng ta có thể nhận lãnh được báp têm trong Thánh Linh. Number one, you have to ask the Father to baptize you with the Holy Spirit. Đầu tiên các bạn phải xin Đức Chúa Cha ngài báp têm cho các bạn trong Đức Thánh Linh. Ask Him, Lord, baptize me. Hãy cầu nguyện xin Chúa, Chúa ơi, báp têm cho con. I remember we had an experience in our church. Tôi nhớ chúng tôi có một trải nghiệm như thế này tại hội thánh của mình. Imagine we were the people who wanted to be baptized were in front. Thường thì chúng tôi để những người mà chuẩn bị nhận báp têm đó tiến lên phía trước, đứng ở hàng đầu. Our church is a lot wider than this. Hội thánh của tôi thì họ rộng hơn như thế này nhiều. So the woman was there. Cho nên cái người phụ nữ thì ở bên kia. And I was ministering here. Và tôi thì đang cầu nguyện cho những người khác ở bên này. The musicians and the singers are playing. Ban thờ phượng những người đẹp nhà con đang chơi phía trên này. So you won't hear that much. Cho nên các bạn thật sự không có nghe nhiều việc đang diễn ra đâu. But you know I was here. Nhưng mà các bạn biết không, tôi đang cầu nguyện ở bên này cho những người khác. And I heard a prayer. Thì tự nhiên tôi nghe cái tiếng cầu nguyện. But it is not within my range. Nhưng mà thật sự cái tiếng cầu nguyện đó không phải đến từ những người mà đến cạnh tôi. And the prayer says. Và cái lời cầu nguyện đó nó như thế này. Lord, I've been a Christian for a long time. Chúa ơi, con đã là Cơ Đốc nhân lâu năm rồi. But I have never experienced the baptism and speaking in tongues. Nhưng mà con chưa bao giờ có trải nghiệm về việc báp têm trong Thánh Linh và nói tiếng mới. I want to be baptized today. Ngày hôm nay con muốn được báp têm. She was asking. Lúc đó cái người phụ nữ đang. So many people here in front. Có rất nhiều người đang đứng ở trên hàng đầu đó. And I was trying to listen to each one of them if they're the ones praying. Tôi thật sự chẳng hề cố gắng lắng nghe thử ai đang cầu nguyện. Prayer continue on. Nhưng mà tự nhiên tôi cứ nghe cái lời cầu nguyện đó cứ nói xin Chúa báp têm con, Chúa báp têm con. The lady here, she was the one asking. Cho nên mọi người biết cái phòng rộng như vậy mà tôi cứ đi qua cầu nguyện cho từng người cho đến khi possible to hear that. Cho đến khi tôi đến cái chỗ người phụ nữ đó. God
allow me to hear her prayer. Thật ra rất là không thể nào nghe được cái tiếng cái người phụ nữ đó cầu nguyện từ tiếng bên kia, nhưng mà Chúa cho phép tôi nghe được cái tiếng cô cầu nguyện. I laid my hand on her. Và ngay lập tức tôi đặt tay lên cô. She quickly received the baptism of the Holy Spirit. Thì ngay lập tức cô đã tiếp nhận được báp têm trong Thánh Linh. Và bà cô bắt đầu nói tiếng mới. Nói tiếng mới lâu thật lâu. Hallelujah. Hallelujah. So if you ask, you will receive. Cho nên nếu như các bạn xin thì các bạn sẽ được nhận lấy. Secondly, you have to receive it with thanksgiving. Điều thứ hai các bạn phải làm là các bạn phải nhận lãnh nó với tâm lòng biết ơn. Of course, you believe that you receive it. So Lord, thank you, thank you, thank you. Tất nhiên khi chúng ta tin, chúng ta nhận lãnh nó là chúng ta. Start giving thanks to God. Start giving thanks to God. Chúng ta sẽ bắt đầu cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. And then thirdly, speak in other tongues. Rồi sau đó chúng ta nói tiếng mới. And that's exactly what happened to me. Và đó là điều đã diễn ra với tôi. When I was first baptized in the Holy Spirit. Khi tôi được báp têm trong Đức Thánh Linh. I asked the Lord baptize me. Tôi xin Chúa ngài báp têm cho tôi. And I started thanking God. Rồi tôi bắt đầu ngợi khen Chúa. And immediately I began to speak in tongues. Tôi cảm ơn Chúa và ngay lập tức tôi mở miệng ra và có thể nói được tiếng mới. Sometimes during the baptism, you will experience some of these things. Và đôi khi khi mà chúng ta được báp têm đó thì có thể chúng ta sẽ trải nghiệm qua một số cái dấu hiệu này. You may feel cold. Có thể chúng ta cảm thấy rất là lạnh. Or warm. Hay là ấm. Or you feel somebody touch you. Hay là chúng ta cảm nhận như giống như cái ai đó chạm vào mình. Or sometimes you may feel the wind. Có thể chúng ta cảm nhận giống như là có một luồng gió thổi đến chúng ta. In my experience in the Lord, even if I'm alone. Và trong cái trải nghiệm của tôi với Chúa, thậm chí khi mà tôi ở một mình. I can feel the nudge. Tôi có thể cảm nhận giống như có ai đó hít nhẹ vai của mình. I can feel the wind coming to me. Tôi có thể cảm nhận được cái luồng gió đang đến với tôi. And I will breathe on it. I will breathe. Và tôi giống như là hít thở trong cái luồng gió đó. You may also experience some shaking. Có thể các bạn sẽ trải nghiệm cái việc mà run rẩy như thế này. Don't worry about that. Cho nên nếu như thấy cái ai đó run rẩy khi mà được bắt đem thì cũng đừng có lo. Có thể là người khác sẽ ngã xuống. Others may fly. Người khác nữa có thể giống như là cất cánh bay luôn. We had that experience. Chúng tôi đã thấy cái kinh nghiệm đó rồi. We were conducting a baptism of the Holy Spirit. Đang khi chúng tôi hướng dẫn mọi người được bắt đem trong Thánh Linh, cầu nguyện bắt đem Thánh Linh. The brother was located here. Thì có một người anh em giống như đang ngồi tiếp ở phía dưới vậy đó. Dạ, ví dụ như đang ngồi ở chỗ đó. I was surprised he was not here anymore. Vậy mà giống như đang khi mà chúng tôi hướng dẫn người ta cầu nguyện từ là được bắt thêm Thánh Linh thì tự nhiên tôi không thấy anh ở đâu ngay chỗ đó nữa. Tôi cũng chẳng thấy anh đi đâu hết. Until I found him here lying. Cho đến khi tôi thấy ảnh giống như đi tiếp thì tôi thấy ảnh giống như ở tiếp đầu đằng sau đang nằm đó. The power of the Holy Spirit so filled him up that he almost flew there. Bởi vì quyền phép của Đức Thánh Linh giống như là đổ đầy anh như đến nỗi mà giống như là anh bay lên đằng sau của cái góc phòng. So when you feel your tongue twisting, when you feel your tongue is already twisting. Vậy nên khi mà chúng ta thấy bắt đầu cái lưỡi của mình bắt đầu uống lấy giống như là bắt đầu cái lưỡi mà bắt đầu just nói. Continue. Hãy cứ tiếp tục nói, cứ để cái lưỡi mà bắt and đầu nói ra những cái âm. Và lúc đó chúng ta sẽ từ từ nói tiếng mới. Now listen. Bây giờ xin hãy lắng nghe. It is important that you continue to walk in power. Cái việc mà các bạn phải tiếp tục bước đi trong quyền phép là điều vô cùng quan trọng. Walk as a witness of Jesus. Hãy bước đi với tư cách là những người làm chứng cho Chúa Giêsu. The reason why you receive power. Lý do tại sao các bạn nhận lãnh được quyền phép. Is not to brag your power about. Là không phải để cho các bạn lên mình kiêu ngạo về quyền phép mình có. But to serve as a witness for Jesus. Nhưng bèn là để phục vụ và để đầu phục hoàn toàn trước Chúa Giêsu. Now let me ask you. Bây giờ tôi muốn hỏi các bạn điều này. You want to receive the power of the Holy Spirit today? Các bạn có muốn nhận lãnh được quyền phép của Đức Thánh Linh ngày hôm nay không? If you want to receive power, will you please, as a gesture of faith, raise your right hand? Nếu như các bạn muốn nhận lãnh quyền phép, thì tôi đề nghị các bạn hãy đưa tay phải mình lên. Okay.
And shall we all stand now? Vậy nên xin mời tất cả chúng ta đứng lên ạ. And we will pray that you all receive, even if you are already baptized, you will receive again empowerment today. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện để rồi tất cả chúng ta, thậm chí nhiều người trong chúng ta đã được báp tên trong Đức Thánh Linh rồi, thì chúng ta vẫn cầu nguyện để Chúa sẽ cho chúng ta được một lần nữa nhận lãnh lái quyền phép từ nơi Chúa. Amen. Amen. Shall we begin praying now in the spirit? Hallelujah. Thank you, Jesus. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong tiếng mới. Begin to ask the Lord. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới. Hãy xin Chúa đây. If you have person to forgive, forgive him. Nếu chúng ta phải tha thứ cho ai đó thì hãy tha thứ ngay bây giờ. If you are involved in prohibited practices, forsake and ask God's forgiveness. Nếu chúng ta đã từng hay là có còn làm những cái hành động, những cái tà thuộc hãy từ bỏ ngay. If you have unbelief, renounce it right now. Nếu chúng ta có cái thái độ vô tín, hãy chối bỏ, hãy từ bỏ cái thái độ vô tín ngay bây giờ. If you have
Come again so you can be baptized again. Giờ các bạn đã được báp têm trong Thánh Linh Chúa rồi, thì các bạn hãy cứ dạy để tiến lên để được chúng ta lại tái độ này, trở lại trở lại. Các bạn cứ tiến lên, hãy đưa tay lên, tiến lên và đưa tay lên. Oh Jesus, the power of God is on you right now. The power of the Lord is on you. Jesus is alive. Chúng ta có thể nói với họ rằng Chúa Giêsu Christ ngài đang sống. So we can witness to everyone that they need Jesus. Để rồi chúng ta có thể làm chứng cho tất cả mọi người, những người đang cần Chúa Giêsu. So people will experience transformation. Để rồi người ta cũng sẽ trải nghiệm được sự biến đổi, được sự đổi mới. Amen. Amen. Oh, thank you, Jesus. Let's all pray right now. Hallelujah. Dạ, cảm ơn Chúa Giêsu. Come on, lift your voices to God. Dạ, tất cả chúng ta đều cùng. Father, Lạy Cha thiên thượng của chúng con, we thank you so much for what you have done. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều vì những gì Cha đã làm. We indeed honor you. Chúng con thật sự muốn tôn trọng, tôn cao ngài mãi. For this work is your work. Bởi vì công việc này chính là công việc mà ngài đã làm ra. It is not man's work. Nó không phải là công việc đến bởi tay con người.
We are your just your instrument. Chúng con chỉ là công cụ của Ngài mà thôi. You are the one who baptized in the Holy Spirit. Ngài là đấng làm phép báp têm chúng con trong Đấng Thánh Linh. So we thank you so much. Và nên chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. For empowering your people. Vì đã trao quyền phép, vì đã ban quyền phép cho con cái của Ngài. So they can bear witness for Jesus. Để rồi họ có thể đi ra và làm chứng về Chúa Giêsu. Hallelujah. This we pray in Jesus' name. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Dạ. Xin mời tất cả chúng ta cùng ngồi xuống và chúng tôi muốn biết nếu như thầy cô nào có lời làm chứng hay là làm chứng về những gì mà Chúa làm cho mình thì xin chúng ta cứ tự nhiên chia sẻ ạ. Chúng ta có thầy cô nào muốn làm chứng về testify for this